Ngày 23 tháng 8 năm 2023, thông tin từ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, cho biết dự kiến vào ngày 26 tháng 8, công trình nhà ga hành khách và đường băng cất hạ cánh của dự án sân bay Long Thành của giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng. Theo thông tin từ ACV, đây là những công trình quan trọng có giá trị lớn của dự án sân bay Long Thành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, công trình nhà ga hành khách có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thi công 39 tháng, công trình được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất phức tạp nhất hiện nay. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh hoa sen gồm một tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 376.000 m², chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay. Còn công trình đường băng cất hạ cánh có trị giá hơn 7.300 tỷ đồng, thời gian thi công 700 ngày. Công trình gồm các hạng mục sân đường khu bay với đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000 m, rộng 45 m với hệ thống 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh, các đường lăn nối, diện tích khoảng 69,3 ha. Còn có 4 sân đỗ tàu bay và các sân đỗ phương tiện phục vụ mặt đất với diện tích khoảng 12,4 ha. Ngoài ra, còn các hạng mục hạ tầng giao thông đi kèm như hệ thống đường công vụ khu bay có tổng chiều dài gần 30 km, hệ thống thoát nước mưa khu bay, hệ thống đèn hiệu sân bay, hệ thống chiếu sáng sân đỗ tàu bay, hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác, hạng mục băng ống và hố ga để lắp đặt cáp cho hệ thống cấp điện nguồn và ICT, cùng các công trình phụ trợ như hệ thống hàng rào an ninh khu bay, bốt gác để đảm bảo công tác an ninh, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Dự kiến khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Theo thiết kế, sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, trong đó đất xây dựng kết cấu hạ tầng sân bay là 2.750 ha, đất cho quốc phòng và xây dựng, kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng là 1.050 ha, đất cho hạng mục phụ trợ, công nghiệp hàng không và công trình thương mại khác 1.200 ha. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án 336.630 tỷ đồng, tương đương khoảng 16,3 tỷ đô la Mỹ, được chia làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Khi hoàn thành toàn bộ, sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách một năm và 5 triệu tấn hàng hóa một năm.